Sư cho con hỏi sức định càng cao, tầng thiền càng cao thì thần thông càng lớn mạnh hơn hay sao? Với một vị thánh hay Bồ Tát rồi Phật thì thần thông sẽ vượt so với các vị chư thiên hay phạm thiên phải không? Nói về phạm vi của thần thông thì sự chênh lệch nó tùy theo phước chứ không phải cái gì khác. Ví dụ như hai vị trời đứng chung với nhau thì vị nào phước nhiều hơn thì hào quang của vị đó sẽ lấn át vị khác, sẽ che khuất cái vị ít phước hơn. Thành ra là chư thiên thì sắp xếp là sắp xếp theo phước. Các cái thể loại thần thông thì cũng vậy. Cho nên là có những trường hợp á, như là có chàng thanh niên do cái nghiệp quá khứ cho nên là ảnh có được thần thông do nghiệp. Ảnh có thể phóng hào quang ra một cái khoảng cách hình như là một sải tay thì người ta mới tung hô khiên kiệu để mà cõng ảnh đi, và người dân theo ảnh rất là đông bởi vì ảnh có thể phóng hào quang. Thì khi mà ảnh đi đến gặp Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn phóng hào quang thì hào quang đó lấn át hào quang của ảnh và ảnh không thể phát hào quang ra được nữa. Trong trường hợp này là do đâu? Do năng lực phước báo của Đức Thế Tôn mạnh hơn rất là nhiều. Cho nên xét về các phương diện thần thông thì người có phước nhiều hơn thì cái thần thông họ sẽ mạnh hơn. Cho nên cái việc mình cần làm đó là gì? Hãy lo tu tập, vun bồi các công đức. Thay vì mình lo, mình ảo tưởng, mình suy nghĩ về các loại thần thông, thì cái chuyện mình cần làm là vun bồi càng nhiều công đức càng tốt. Đặc biệt là hướng đến sự giải thoát giác ngộ.